Tính đến 19 giờ tối ngày 21 tháng 3 theo giờ Việt Nam, trên thế giới ghi nhận hơn 277.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và gần 11.600 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi là gần 90.000 người. Dịch bệnh đã lan rộng tới 166 nước và vùng lãnh thổ. Ngoài các ổ dịch lớn nhất, thế giới hiện nay phần lớn tập trung ở châu Âu. Iran là nước đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong do bệnh COVID-19, với 1.556 trường hợp tử vong trong hơn 20.600 người nhiễm bệnh. Tại ổ dịch đầu tiên của thế giới, Vũ Hán, đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. 41 ca nhiễm mới ở Trung Quốc đều là người từ nước ngoài trở về. Hàn Quốc thì ghi nhận số ca mắc bệnh COVID-19 tại hai tâm dịch là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang giảm. Tuy nhiên, tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận, số ca mắc bệnh lại có chiều hướng gia tăng. Các nước Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Peru, Serbia và Gabon đều thông báo các trường hợp tử vong đầu tiên. Trong khi đó, Haiti, quần đảo Virgin của Mỹ, Madagascar, quốc đảo San Lucia thông báo các trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên. Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Bắc Mỹ, trong khi các nước Mỹ Latin và Châu Phi đã bắt đầu tiến hành các biện pháp phong tỏa quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đó là những tổng hợp đáng chú ý về diễn biến của đại dịch COVID-19 trên thế giới trong 24 giờ qua. Tại Việt Nam, số ca bệnh COVID-19 cũng liên tục gia tăng trong những ngày gần đây. 3 ca bệnh mới nhất trong ngày 21 tháng 3 là 2 du học sinh và một phụ nữ đi nước ngoài thăm con trở về đã bị nhiễm virus gây bệnh COVID-19. Đây cũng là các ca bệnh thứ 92, 93 và 94 của Việt Nam. Bệnh nhân thứ 92 là nam, 21 tuổi, trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, du học sinh tại Pháp. Vào ngày 16 tháng 3, thì bệnh nhân đi từ Paris của Pháp đến Doha, Qatar trên chuyến bay số hiệu QR40, tiếp đó đi chuyến bay QR970 về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 17 tháng 3. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân 93 là nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài vào ngày 18 tháng 3. Bệnh nhân 94 là nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc để thăm con từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 17 tháng 3. Bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài vào ngày 18 tháng 3 trên cùng chuyến bay SU-290 với bệnh nhân 93. Cả hai bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh và sức khỏe ổn định. Như vậy, đến hiện tại, Việt Nam ghi nhận 94 ca nhiễm COVID-19, trong đó 17 người đã chữa khỏi và xuất viện. Thưa quý vị, ngay từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, giới khoa học đã chú ý đến một thực tế lạ lùng là số trẻ em và người trẻ có vẻ như là ít bị ảnh hưởng trong dịch bệnh. Nhưng càng về sau này, những nghiên cứu và ý kiến chuyên môn càng theo thiên về hướng trẻ em và người trẻ vẫn bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Điển hình là ở Việt Nam có hơn 90% ca nhiễm là người trẻ tuổi. Tuy nhiên, trẻ em hoặc là người trẻ mắc COVID-19 có rất ít, thậm chí là không có triệu chứng của bệnh này. Vì sao? Mời quý khán giả cùng theo dõi thông tin sau đây. Theo các nghiên cứu mới đây, người trẻ tuổi hoặc trẻ em vẫn có nguy cơ cao mắc COVID-19, nhưng ít gặp hơn những biến chứng phức tạp và nguy hiểm của bệnh. Đặc biệt, hầu hết trẻ em mắc COVID-19 không có những triệu chứng phổ biến ở người bệnh trưởng thành như khó thở, đau nhức cơ, đau đầu và buồn nôn, nên rất khó phát hiện trẻ nào đang mang bệnh. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra trẻ em có xu hướng ủ bệnh lâu hơn và có thời gian phát tán virus dài hơn so với người trưởng thành. Đây cũng là điều có thể làm phát sinh những ổ dịch trong cộng đồng nếu không được phát hiện kịp thời. Một dữ liệu đáng chú ý nữa là hình chụp X-quang phần ngực của các em cho thấy hoặc bình thường hoặc có vết mờ trên phổi nhưng không lá phổi nào bị viêm. Cơ chế nào phía sau khiến cho trẻ bị COVID-19 có biểu hiện triệu chứng nhẹ hơn người lớn là điều vẫn chưa thể giải thích. Tuy nhiên, giới khoa học phỏng đoán điều này có được là nhờ một tuyến ức đang hoạt động hoàn hảo ở trẻ em. Tuyến ức hỗ trợ quá trình sinh sản tế bào T vốn có vai trò trọng yếu với hệ miễn dịch. Tuyến ức có hoạt động tích cực và mạnh mẽ nhất ở trẻ em và bắt đầu giảm bớt và yếu dần đi ở người trưởng thành. Dù vậy, chúng ta không nên chủ quan nghĩ mình còn trẻ hoặc là con mình là trẻ em mà lơ là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vì trước đó, Bệnh viện Di đồng Vũ Hán, Trung Quốc đã có 4 em mắc COVID-19 từng rơi vào tình trạng nguy kịch phải thở máy. Đến nay, Việt Nam cũng đã ghi nhận các trường hợp bệnh nhân là trẻ em và người trẻ. Do đó, việc phòng bệnh COVID-19 phải được tăng cường hơn nữa. Trong lúc này thì có một thông tin khá lạc quan là Tổ chức Y tế Thế giới cho biết cuộc chạy đua phát triển vaccine nhờ virus SARS-CoV-2 đã đạt được tiến bộ đáng kể. Có ít nhất là 20 loại đang được phát triển.
Trong đó có một số loại đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng, tức là đang thử nghiệm trên người chỉ sau 60 ngày bắt tay vào nghiên cứu và phát triển. Theo các bác sĩ của WHO, 60 ngày đã có vaccine để thử lâm sàng là sự tăng tốc rất ấn tượng. Ông Mike Ryan, giám đốc điều hành phụ trách chương trình khẩn cấp của WHO cho biết, đợt thử nghiệm lâm sàng đầu tiên với một loại vaccine khởi động tuần này ở Mỹ là một sự chưa từng có tiền lệ về tốc độ. Theo ông, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Trung Quốc và các nước khác không chia sẻ bản mã gen của virus corona chủng mới với thế giới. Thử nghiệm lâm sàng đã bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Giai đoạn đầu, pha 1, thử nghiệm sẽ thực hiện với 45 nam giới và phụ nữ không mang thai trong độ tuổi từ 18 đến 55. Dù vậy, các quan chức WHO thận trọng khuyến cáo vẫn còn một thời gian rất dài nữa các loại vaccine này mới có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng. Cụ thể, phải cần tới 18 tháng để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng và xin các giấy phép về chuẩn độ an toàn để một loại vaccine khả dụng có thể được lưu thông trong thị trường. Phải mất khoảng 1.5 năm nữa mới có thể đánh giá được tính an toàn của vaccine phòng COVID-19. Theo các nhà khoa học, đó là khoảng thời gian cần thiết và không thể sớm hơn. Nhưng hy vọng vẫn còn ở nỗ lực chúng ta ngăn chặn ca nhiễm mới và điều trị cho người đang nằm viện. Đến nay, đã có khoảng 1/3 số người nhiễm COVID-19 trên thế giới đã hồi phục. Mới đây thì có một thông tin thuốc sốt rét chloroquine đang được chấp thuận thử nghiệm lâm sàng trong điều trị COVID-19. Nhiều người đã săn mua khiến cho giá cả tăng lên. Tuy nhiên thì mới đây các bác sĩ đã đưa ra những cảnh báo đối với loại thuốc này. Chi tiết chúng tôi sẽ đề cập trong góc nhìn chuyên gia ít phút nữa. Thưa quý vị, với mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 trong thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân nên hạn chế đến nơi đông người để phòng tránh dịch. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, vẫn có những tình huống bắt buộc người dân phải đến các khu dịch vụ như là trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, siêu thị hay là cả khu du lịch. Trong những trường hợp này, để bảo vệ bản thân mình, mọi người cần phải thực hiện một số điều sau đây. Thứ nhất là thường xuyên vệ sinh bàn tay. Đây là biện pháp đơn giản nhất nhưng cũng cần thiết nhất để bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 khi đến nơi công cộng. Mọi người nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc các dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn và được Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành còn hiệu lực. Ngoài ra, thực hiện đúng các thời điểm cần rửa tay là sau khi ho, hắt hơi, trước và sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với những vật có nguy cơ như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, tay vịn cầu thang, lan can, trước và sau khi ra vào các khu dịch vụ. Việc thứ hai cần làm khi ở chỗ đông người là chú ý việc đụng chạm, hạn chế đưa tay sờ lên vùng mắt, mũi, miệng, luôn che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn vải hoặc khăn giấy, dứt bỏ khăn giấy che mũi miệng vào thùng rác và rửa tay ngay. Nếu không có khăn nên dùng cánh tay hoặc khuỷu tay để che, tránh dùng bàn tay che mũi miệng. Việc thứ ba bắt buộc thực hiện nơi đông người là sử dụng khẩu trang. Luôn sử dụng khẩu trang đúng cách khi đến các khu dịch vụ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng rác đối với khẩu trang y tế hoặc giặt sạch phơi khô sau mỗi lần sử dụng đối với khẩu trang vải. Và cuối cùng đó là chú ý theo dõi sức khỏe của bản thân. Không vào khu dịch vụ khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nếu có các biểu hiện trên trong lúc đang ở khu dịch vụ, hãy thông báo ngay cho người làm việc tại khu dịch vụ để được hướng dẫn và hỗ trợ. Thưa quý vị, sau khi xuất hiện đoạn clip Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Cơ quan Quản lý Lương thực và Dược phẩm Mỹ công bố thử nghiệm thuốc chloroquine mà người Việt quen gọi là thuốc ký ninh trong điều trị COVID-19, ngay lập tức nhiều người đã hiểu lầm công dụng của loại thuốc này và bắt đầu săn lùng tìm mua. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nếu tự ý dùng thuốc sốt rét chloroquine để phòng bệnh COVID-19 thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giám đốc Cơ quan Quản lý Lương thực và Dược phẩm Mỹ, ông Stephen Hahn cho biết, thuốc chloroquine là liệu pháp được Tổng thống Trump hối thúc nghiên cứu, thử nghiệm và nếu thật sự đem lại hiệu quả, sẽ được nhanh chóng đưa vào sử dụng cho các bệnh nhân COVID-19. Theo các chuyên gia Mỹ, khi virus corona xâm nhập vào cơ thể, làm sốt cao, chỉ cần loại thuốc nào đó ngăn chặn được cơn sốt này thì kháng thể chúng ta đủ thời gian tiêu diệt virus. Thuốc chloroquine ban đầu đáp ứng tốt yêu cầu đó nên được chấp thuận. Những đánh giá này mở ra tia hy vọng lớn cho không chỉ những người mắc COVID-19 tại Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Vì đây là nguồn thuốc có sẵn, các nước có thể đưa vào sử dụng ngay lập tức. Trước đó một ngày, hãng dược Sanofi Pháp cho biết
đã dùng chloroquine cho 36 bệnh nhân. Dù chưa công bố rộng rãi nhưng Trung Quốc cũng đang thử nghiệm lâm sàng thuốc này trên các bệnh nhân COVID-19. Trong nước, sau khi biết được những thông tin này, nhiều người bắt đầu hỏi nhau tìm mua thuốc sốt rét chloroquine, khiến giá cả cũng tăng chóng mặt. Ban đầu dưới 100.000 đồng một hộp, giờ đã bị đẩy lên nhiều lần. Tuy nhiên, theo các bác sĩ cảnh báo, đây là loại thuốc cần uống theo chỉ định. Nếu tự ý uống với hy vọng phòng bệnh COVID-19 sẽ không có kết quả mà còn hại gan, thận. Uống quá liều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Việc chloroquine hay các thuốc virus khác được các nước nghiên cứu nhắm tới bệnh COVID-19 phải hiểu như sau. Thứ nhất, đây chỉ là thuốc đang trong quá trình thử nghiệm. Tất cả thuốc đang trong quá trình thử nghiệm thì hiệu quả và độ an toàn đều chưa chắc chắn, không được tự ý mua uống. Thứ hai, nếu mai này có một thuốc kháng virus nào được thử nghiệm thành công thì cũng chỉ áp dụng cho người bệnh nặng, chứ với người bệnh nhẹ, vốn chiếm đa số thì không cần. Mà nếu mai này cần đến thuốc sốt rét, chloroquine thì các bệnh viện cũng không thiếu. Vì vậy, việc tích trữ chloroquine chỉ có hại nếu trong nhà có trẻ em, người già bị lẫn, dễ uống lầm thuốc. Thuốc chloroquine mới đang ở giai đoạn thử nghiệm trong điều trị COVID-19. Các nhà khoa học, các bác sĩ vẫn chưa có những đánh giá chính thức. Do đó, người dân không nên tìm mua loại thuốc này để tự ý phòng và điều trị bệnh. Bởi theo các bác sĩ, liều điều trị và liều ngộ độc của chloroquine rất gần nhau, rất nguy hiểm khi chúng ta tự ý dùng mà không có chỉ định của bác sĩ. Thông tin khuyến cáo vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chuyên đề chung tay chống dịch COVID-19 ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý khán giả vào bản tin ngày mai.